Hi, chào các bạn quay lại với The Game Hill Clan Racing 2. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục ở phần chạy đua lấy cúp nha các bạn. Mục tiêu của mình ngày hôm nay đó chính là mình sẽ đạt đến cái mốc 46.000 này các bạn, để mình mở khóa cái phần cúp này đây và mình nhận luôn 5.000 coin này. Đó. Và con xe mình sử dụng ngày hôm nay đó chính là con xe này đó các bạn, Sport Car. Cái màu sơn thì mình mới vừa mua luôn các bạn, với giá là 172.000. Cũng khá là đắt luôn. Và mình sẽ vào mình trang bị cho nó nè, các bạn xem nè. Đó, đây là cái phần trang bị cho nó nè. Còn cái phần lúc là đây, nhân vật của chúng ta đây các bạn, gương mặt thì của nữ hoàng băng giá. Bây giờ để mình tăng cái này lên một chút các bạn, tăng cái này lên một chút, update lên một chút, cho nó mạnh lên, lên 13-12 đi các bạn. Hiện tại xe này của mình còn khá là yếu. Và mình update cái này cái nữa, rồi chuyển thôi các bạn. Và mình chạy địa hình là tuyết các bạn ơi. Cố lên. Ôi, chiếc xe bắt pin nó nhanh quá. Ôi, về nhì rồi các bạn ơi, không được về nhất rồi. Cố lên. Xe của mình cảm thấy nó không được mạnh nhỉ. Ôi, về thứ ba luôn, càng tệ vậy. Và đây là cái dòng cuối rồi các bạn. Cẩn thận. Còn có một người to rồi. Chung cuộc mình về thứ đấy. Chung cuộc mình về nhất luôn các bạn. Tiếp tục. Mình nâng cấp. Cái này có lẽ là mình phải trang bị cho xe mình phần dàn đầu chút các bạn ơi. Nó hơi bật đầu. Mình bỏ cái này đi. Động cơ nó hơi mạnh. Rồi. Là chậm nhỉ. Chạy thấy muốn chạy không nổi các bạn. Cố lên. Ôi, cái xe máy nó theo tới mình rồi. Ôi, trời vậy mà về nhì. Các bạn lái xe máy nè, hay quá. Cố lên. Cố lên. Ồ, cái đường này là bạn lái xe máy thua rồi. Wow, quen nhất rồi.
Vai, lên. Có một bạn bay qua luôn rồi. Ôi, bạn này bị mắc kẹt rồi. Qua luôn. Ôi, về nhất luôn rồi. Chuyển lên luôn. Về nhất bạn ơi. Nhất luôn. Ôi, dòng cuối. Nhất luôn. Rồi, tiếp tục một vòng nữa, có lẽ một vòng nữa là mình sẽ đến cái mục đến đích của mình. Mình bỏ cái phần dạng đầu qua đi. Đó. Mình lấy cái này đi các bạn. Mình sẽ nó tăng tốc. Rồi. Cố lên. Cố lên. Ôi, nhức rồi. À, dòng chạy cuối đây các bạn. Nhất luôn. Ôi, chưa mở được nữa. Phải chạy một lần nữa các bạn ơi. Tiếp tục luôn. Đơn giản vậy. Đường đua này khá là ngắn luôn các bạn. À. Đường đua này quen thuộc. Cái này mình chạy chiếc Gali là chỉ có 12 giây thôi nè. Lên luôn. Vai. Rồi, nhấc luôn. Đó.
Rồi, mình mở khóa được một cái cấp mới nữa nè các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình lấy luôn con xe nè các bạn. Đó, mình sẽ đua một hai vòng nữa thôi à. Rồi, tới luôn. Cố lên. Cố lên. Rồi, nhấp chặt cú luôn các bạn ơi. Ôi, dòng cuối đây. Cố lên. Wow. Hả? Rồi, dòng này nữa mình sẽ thấy lấy được con xe mới luôn các bạn. Tiếp luôn. Rồi, tình hình này là mình thắng chắc nữa rồi. Sao cái đường đua này dài ghê. À, đường đua này tới 4 lần rồi các bạn, chạy 4 lần. Một các bạn chạy xe chứ giống như chiếc Charlie các bạn. Nhìn dễ thương ghê. Chạy quyết liệt đi. Chưa tới luôn. Ôi, thắng hai vòng rồi các bạn ơi. Mình thắng vòng thứ ba nữa là mình thắng trắng. Chắc luôn. Rồi, thắng chắc luôn các bạn ơi. Vòng cuối. Thắng luôn rồi. Ha, mở phá được con xe mới luôn các bạn. À, con xe này đua tốc độ là rất là ngon luôn các bạn. Off-road. Rồi, mình xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.